Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Video tiếp theo giới thiệu đến các bác hai cặp loa nghe nhạc. Một cặp là của hãng Koda và cặp thứ hai đó là cặp loa tủ đài của hãng Technic. Trong video ngày hôm nay em sẽ xả giá tốt để cho các bác mua về chơi Tết. Các bác quan tâm có thể xem hết video để biết thêm chi tiết cũng như là giá bán cho hai cặp loa. Trước tiên em sẽ quay và test cặp loa Koda. Loa Koda với kích thước chiều cao của thùng là 52, chiều sâu 32 và chiều ngang là 18 cm. Với cấu hình là 3 loa trong một thùng. Loa bass có kích thước là 20 ở bên sườn phía trước, một loa chung cỡ 10 và một loa check dom lớn. Thương hiệu loa Koda là một hãng loa lâu đời của nội địa Trung Quốc các bác nhé. Giờ nó là thương hiệu quốc tế với nhiều sản phẩm chất lượng và đắt tiền đang bán ở trên thị trường. Loa chung và loa check đều có lưới sắt bảo vệ. Vào trong hai chiếc thì một chiếc bên này là đã thay loa check khác rồi các bác nhé. Nó bị cháy nên là phải thay loa khác. Và cũng là loa chất lượng, đánh cũng 19 phần 10 so với loa check ở bên này. Còn tất cả loa chung đều vẫn còn nguyên zin. Loa check thì cũng rất dễ khắc phục, các bác có thể thay những loa khác vào rất đơn giản. Thùng loa vân gỗ màu đỏ. Với thiết kế khá gọn gàng, dạng loa cây. Tuy nhiên là cũng khá chắc và nặng các bác nhé. Sờ rất là nhẵn như là gỗ thịt luôn. Loa bass này vẫn còn nguyên zin. Này, căng nó chặt nên là em không mở ra. Phía sau quả loa còn đẹp các bác nhé, góc cạnh chắc chắn. Đây là tem chính hãng của Koda với chữ Trung Quốc. Lỗ thông hơi lớn ở phía sau. Cầu bắt dây loa là cầu xoáy bắp chuối chân đồng. Rất là chất các bác nhé, như là những dòng loa Buxell của Nhật. Thông số của loa Koda model là D62T, trở kháng là 4 ohm và công suất max là 100W một bên. 100W một bên là 200W một cặp các bác nhé. Đây là độ nhạy này, mã vạch này, công ty Koda, hàng chính hãng của Koda sản xuất, chất lượng rất là tốt. Riêng cặp thùng này cũng rất là có giá các bác nhé. Vâng, em sẽ tiến hành tháo một bên ra để xem nội thất của loa Koda. Loa bass này có kích thước là 21 cả viên. Đó. Màng loa và gân loa nó là màu vàng vàng nhé, giống như là những dòng loa bốt.
họ làm rất đẹp luôn, gần còn dài, kèo gọn các bác nhé. Vâng, đây là loa bát với từ sắt vàng óng, xương là xương đen, sờ rất nhẵn. Đây là cái mã số họ dán ở bên sườn nhé. Đặc trưng của loa Koda, các bác mở ra những loa cổ là họ chỉ dán cái giấy ở bên sườn này thôi nhé, họ không dập ở phía sau đó. Tất cả còn nguyên zin hết. Và loa có phân tần và rất nhiều bông tiêu âm. Bông này tựa như là bông Nhật. Loa chung họ bọc kín ở trong cái hộp gỗ. Đó, các bác nhìn thấy loa Koda cổ rất là chất lượng, không kém gì những cái dòng loa Nhật nhé. Để cho chất âm rất là hay, tiếng sạch sẽ, chi tiết, bát tốt. Loa Koda với bát từ sắt và có phân tần cho chất âm khá là chi tiết và sạch sẽ. Cặp này có giá bán là 1,1 triệu các bác nhé. 1,1 triệu, giá rất tốt cho các bác chơi. Giá chưa bao gồm phí ship. Và tiếp đến là cặp loa tủ đài của hãng Technic, có chiều cao là 48 cm và chiều ngang là 29. Mặt trước là ê căng lưới dù. Cái này căng niền không mở ra được các bác nhé. Thùng loa màu trắng còn đẹp. Phía sau của loa cũng là sơn trắng, góc cạnh còn ok. Phía sau bắt ốc này các bác có thể mở ra để xem bên trong của loa nhé. Và có cái giá để treo lên tường. Loa tủ đài họ không ghi thông số ở phía sau, họ hay ghi ở cái cục âm ly. Đây là nội thất của loa tủ đài Technic, ở bên trong họ lót kín bông luôn. Đây là cái lớp lưng này đó. Bên trong có ba loa,
thì trong đó có một loa bát chính và một loa check. Loa này là bát không hưởng các bác nhé, nó sẽ hỗ trợ thêm giải bát cho tiếng bát khá là tốt. Loa bát này có kích thước là 16 cm, cả cái đường viền nó là 18 cm, có chiều kháng là 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Loa check từ sắt cũng 8 ohm. Vâng, đây là dòng loa tủ đài, thường là bát là giải rộng là sẽ cho đủ như bát mid và giải trung rất tốt các bác nhé, giải trung rất là sáng, nó dạng như là loa toàn giải. Với độ nhạy cao, tuy là không ghi công suất nhưng mà âm thanh phát ra khá là lớn, nghe trong phòng 15 20 mét vuông. Ok. Loa bằng giấy và gân vải mềm. Cặp loa tủ đài Technic cho chất âm chi tiết mộc mạc, đặc biệt là nghe tiếng rất là ấm các bác nhé, êm tai, rất hợp với những dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình, nhạc không lời. Cặp này em sẽ bán với giá là 1,4 triệu, giá rất tốt, bình thường thì giá phải 7,7-7,8 triệu cặp này các bác nhé. Rồi, bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện, khi có cọc xem kỹ trước khi liên hệ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.